Cùng là chất liệu tơ tằm nhưng sao khăn tơ xốp lại khác khăn lụa thế em? Cái dòng khăn tơ xốp này là một cái sự sáng tạo của người làm lụa đấy anh ạ. Dạ không biết là anh đã xem trước sản phẩm nào của bên em chưa ạ? Ừ, anh đang muốn mua quà tặng 20 tháng 10 ấy, cho mẹ anh 60 tuổi và vợ anh là 28 tuổi. Wow. Thì anh cũng có xem qua các sản phẩm của bên em rồi. Thì anh đang muốn mua cho mẹ anh một cái khăn quàng lụa mềm mại. Còn vợ anh thì anh thấy có cái khăn tơ xốp ấy, thì trông nó cũng lạ lạ mà cũng có vẻ hợp. À vâng, em thấy anh chọn khăn như thế rất là tinh tế đấy ạ. Mẹ anh 60 tuổi thì mình cần một cái khăn nó mềm mại, nhẹ nhàng để bác ấy quàng lên vừa thoải mái mà vừa sang. Còn chị nhà mình 28 tuổi thì em thấy cái dòng khăn tơ xốp đấy nó rất là trẻ trung, ấm áp và thời trang ạ. Ừ, anh đang muốn hỏi kỹ hơn về cái khăn tơ xốp ấy. Thì khăn này là chất liệu gì em nhỉ? Trông nó lạ lạ ấy. Dạ, đây là các mẫu khăn quàng tơ xốp của bên em đấy ạ. Dòng khăn này thì vẫn được dệt hoàn toàn từ tơ tằm tự nhiên đấy ạ. Ừ, hay nhỉ. Khăn tơ tằm mà cứ như khăn len ấy. Cùng là chất liệu tơ tằm nhưng sao khăn tơ xốp lại khác khăn lụa thế em? Vâng, cái dòng khăn tơ xốp này là một cái sự sáng tạo của người làm lụa đấy anh ạ. Cùng là kéo từ sợi tơ tằm nhưng mà thay vì dệt những cái sợi mạnh như cái dòng lụa thì đối với dòng này người thợ người ta sẽ đánh bông cái kén tằm lên, sau đó sẽ kéo ra những cái sợi bông và xốp. Thế nên anh sẽ thấy là cái khăn này nó giống như khăn len vậy, nhưng mà khi mình quàng lên thì nó ấm hơn len và nhẹ hơn bông đấy ạ. Ấm như thế nào? Trời rét đậm có đủ ấm không em? À, siêu ấm luôn ạ. Cái khăn này kể cả vào ngày đại hàn quàng cũng rất là ấm. Khách của bên em rất là nhiều người đã mua để tặng cho những người ở bên châu Âu vào mùa đông đấy ạ. Và còn một điều đặc biệt về cái khăn này nữa là khi mà chị nhà quàng lâu ấy thì cái khăn sẽ không gây bức bí và khó thở, quàng rất là dễ chịu luôn. Thật á? Thế mà bây giờ anh mới biết cái khăn này đấy. Vâng, cái dòng khăn tơ xốp này dùng được cho cả nam và nữ đấy anh ạ. Nên là nếu anh thích thì anh có thể mua cho chị nhà và anh mỗi người một cái để làm khăn quàng đôi ạ. Giá như thế nào em? Dạ, khăn tơ xốp này giá là 850.000. Nhân dịp 20 tháng 10 bà Minh Siêu đang có chương trình giảm 10% cho mọi đơn hàng. Thế nên giảm còn 765.000 ạ. Ơ, giảm giá à? Vâng, bên em rất là hiếm khi có chương trình ưu đãi lớn như thế đấy ạ. Thế lấy cho anh cái màu ghi này này, với lại cái khăn màu trắng này nhá. Dạ vâng ạ. Anh đang cần mua một cái khăn lụa nữa cho mẹ anh, nhưng mà chưa biết cái nào phù hợp. Thì em tư vấn cho anh một cái phù hợp đi. À, bác ấy thường mặc trang phục như thế nào ạ? Ừ, mẹ anh thì thường mặc váy màu đen, màu tím, màu nâu, nói chung là các tông màu trầm, cũng chẳng có hoa lá họa tiết gì đâu. À vâng ạ, nếu vậy thì em nghĩ bác ấy là một người điềm đạm và có phong cách ăn mặc khá là tối giản. Thì theo em là anh có thể tặng cho bác ấy một cái khăn quàng lụa 3 màu tông màu ghi như thế này, hoặc là một cái khăn nhuộm 2 màu tông màu tím. Thì hai màu này nó vừa nhẹ nhàng mà cũng rất là sang và phối rất là đẹp với các màu trang phục hiện có của bác ấy đấy ạ. Ừ, anh thấy cái màu tím này cũng đẹp đấy. Em có ảnh mẫu choàng khăn không? Cho anh xem đi. À dạ, em có ảnh khăn quàng lên mannequin nhá. Đây ạ. Ừ, cũng đẹp đấy. Khăn này thì giá thế nào? Dạ, khăn hai màu này giá là 900.000, giảm còn 810.000 ạ. Ừ, thế thì lấy cho anh cái này nhá. À, nhớ gói đẹp cho anh đấy, quà tặng 20 tháng 10 đấy. Vâng, anh cứ yên tâm ạ.